Nguyễn Công An cùng trở lại với sân bóng Aladdin Ninh An. Ngày hôm nay sẽ là trận đấu được chờ đợi nhất trong buổi chiều hôm nay vào lúc 19 giờ. Cuộc đọ sức giữa các thủ SC Cầu Hội và SC Núi Hùng. Trận đấu đang được kênh TD Studio phát trực tiếp trên fanpage của TD và trên trang bóng bùi Yên Mù. Chúng tôi rất mong quý các bạn hãy dành những chia sẻ để những diễn biến của trận đấu này sẽ đến được với tất cả các cổ động viên, đặc biệt là các cổ động viên của Cầu Hội và Núi Hùng. Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Các cầu thủ của Hội đang tốt hơn so với các cầu thủ Núi Hùng. Dứt điểm. Đây là lỗi rồi. Tiếp tục là một quả đá biên tiếp theo. Đây là Văn Dung. Khoảng trống không vào. Phối hợp dứt điểm. Cú đá có lực. Mặc dù sở hữu rất nhiều những cơ hội. Được Dung. Một cú đá ghim lưới của Đức Dung. Và tỷ số đã được mở cho các cầu thủ Cơ Hội. Sau rất nhiều những đường chuyền mà Đức Dũng tạo ra cho các đồng đội, các cầu thủ đỏ đã không cụ thể hóa thành bàn. Thì vừa rồi là một tình huống mà chính Đức Dũng là người thực hiện cú đá từ ngoài vòng cấm. Đây sẽ là cơ hội phản công cho Núi Hùng. Tiếng còi đã không có. Quả đá biên tiếp theo sẽ được dành cho Núi Hùng. Đây rồi. Phá xa thủng. Đây rồi. Phá xạ tuyệt vời của Minh Hiếu. Tốt. Sau những phút thi đấu đầu tiên để cho các không vào. Lại Dung. Nhưng không thể vượt qua được Dung Nam. Cố định như thế này cũng sẽ được coi là cơ hội dành cho Núi Hùng. Không vào. Bóng đá. Không có bàn thắng trong phút thi đấu đã qua của hiệp 1. Nhưng các rất nguy hiểm. Phá xạ tuyệt vời của thủ Văn Hành là người thực hiện. Rất nguy hiểm. Đấy rồi. Đường chuyền không thể đến được. Nằm nghĩa rất kỹ và chính chủ cú đá của Văn Dung. Được Dung. Trần Hiệp. Không thể đến được với vị trí của Trần Hiệp. Được Dung. Chân phải. Tỷ số là 2-0. Và nó lại là một bàn thắng của Đức Dung. Bàn thắng có lực rất căng, lại là một cú đá ghim lưới nữa. Đội hình rất thấp. Được rồi. Đây rồi. Trận hiệp 1-1. Đây rồi. Không vào. Đúng. Đây rồi. Không vào. Còn Hạnh chuyển ra cho Văn Dũng. Căng ngang. Văn Dũng. Khoảng trống dành cho Văn Dũng. Rồi có thêm bàn thắng. Đây rồi. Không vào. Đây mới là Đức Dũng. Văn Dũng dứt điểm. Ôm 2-2. Dứt điểm. Không vào. Vẫn là trên bóng. 2-2. Dứt điểm. Không vào. Cú đá cực kỳ chất lượng và đó là bàn thắng cho các cầu thủ Núi Hùng. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Ngay sau khi vào sân thì cầu thủ số 6 Văn Thụy là người đã không chính xác là cầu thủ số 4 Văn Thụy quân bình tỷ số 2 đều. Hiền Béo không vào. Ôi. Pha xử lý rất hay. Không có lỗi. Pha xử lý rất hay của Hiền Béo. Quả đá biên tiếp theo được dành cho Cầu Hội. Cơ. Thì Đức Dung vẫn đang nhảy múa. Được chuyển đây do cơ. Căng ngang. Bá Cương. Không được. Hiền Béo. Mất bóng sẽ rất nguy hiểm. Khoảng trống. Hat trick của Đức Dũng. Lại là một cú đá ghim lưới nữa. Những tình huống ghi bàn của Đức Dũng không chỉ là hiểm hóc mà nó luôn là những cú đá có lực rất căng. 3 bàn dành cho Cơ Hội và đều là những bàn thắng được ghi bởi cầu thủ số 5 Đức Dũng.
Nguy hiểm, không vào. Đường chuyền tốt của Đức Dũng dành cho không vào. Cú đá. Đây rồi, cú đá. Cơ hội dành cho Văn Ngọc, dứt điểm không vào. Đức Dũng lại làm đường chuyền rất tốt dành cho Đức Anh. Dứt điểm không vào. Thế trận mà cả đội đang tạo ra là rất cởi mở. Hiền Béo là Đức Dũng. Khoảng chấm đây rồi. Nhưng đó là dừng hiệu rất đông đội của Đức Dũng. Hiền Béo chân trái không vào. Hiền Béo làm gì? Họ xử lý rất hay. Dứt điểm chân trái không vào. Đức Dũng đã rất muốn tìm kiếm bàn thắng này giúp hắn tỷ số đây rồi. Hiếu Hiệp Trần phá cương.